Thắng Bournemouth, Man U sáng cửa giành vé dự cúp C1 châu Âu. Chiến thắng trước Bournemouth giúp Man U có nhiều cơ hội giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa giải tiếp theo. Man U cần thêm 3 điểm trước Bournemouth để xây chắc một vị trí trong top 4 và giành vé dự cúp C1 châu Âu. Ngay ở phút thứ 9, đội khách sớm có được điều mình cần. Từ đường truyền tinh tế của Eriksen, Casemiro thoát xuống trước khi có pha ngả người móc bóng rất đẹp mắt mở tỷ số trận đấu cho Man U. Có được bàn thắng, Quỷ Đỏ thi đấu hưng phấn và làm chủ hoàn toàn thế trận trên sân. Đội bóng này cho thấy bản lĩnh của một ông lớn khi gây ra vô vàn khó khăn cho Bournemouth. Khi Casemiro, Eriksen, Bruno cùng thi đấu trên sân và có thể trạng tốt, hàng tiền vệ Man U vẫn rất đáng gờm. Dù vậy, sự chậm chạp của Marcio và Sancho khiến cho nhiều pha tấn công đáng chú ý của Man U đi vào ngõ cụt. Mỗi khi bóng đến chân bộ đôi này, tốc độ phối hợp của đội khách giảm đi đáng kể. Những pha đi bóng của Sancho hiếm khi mang lại hiệu quả. Cuối hiệp 1, Bournemouth bắt đầu cải thiện được tình hình. Solanker và David Brooks có một vài cơ hội đáng chú ý nhưng họ không đánh bại được David De Gea xuất sắc trong khung gỗ của Man U. Đầu hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục duy trì được sức ép lên phần sân của Man U. Phút 46, Brooks có pha dứt điểm nguy hiểm ở cự ly gần nhưng thêm một lần nữa De Gea phản xạ rất nhanh để cản phá. Sau quãng thời gian chơi thiếu tập trung, Man U dần lấy lại thế trận và kiểm soát nhiều bóng trên sân. Khác với hiệp đấu đầu tiên, Man U không tạo ra nhiều pha tấn công đáng chú ý. Phải đến khi Garnacho vào sân, tốc độ lên bóng của Man U mới được cải thiện. Nhưng khi chưa kịp có bàn thắng thì hàng thủ Man U suýt chút nữa phải trả giá. Phút 85, Moura thoát xuống và đối mặt với De Gea nhưng thủ thành người Tây Ban Nha xuất sắc cản phá. Dù vậy, kết quả 1-0 vẫn là đủ để Man U có được chiến thắng trước Bournemouth. Đội bóng này có được 69 điểm, hơn Liverpool 3 điểm và thi đấu ít hơn đối thủ một trận khi giải ngoại hạng Anh chỉ còn một vòng nữa là kết thúc. Kết quả, Bournemouth 0-1 Man U. Ghi bàn, Man U, Casemiro, 9. Bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh.